Hello, năm chào anh em, và hôm nay chúng ta lại đến với một video build máy nữa. Nhưng một cái rất đặc biệt đó chính là các linh kiện này, các bạn thấy thiếu gì không? Chúng ta thiếu cạc màn hình. Tại vì bây giờ các bạn nhìn giá cạc nó đang gấp đôi về cái mức giá đề xuất của NVDA. Nên là nếu mà các bạn sẵn sàng bỏ ra một cái giá khoảng tầm 75 triệu để mua một con 3090 hay là 45 triệu mua con 3080 thì các bạn có thể bỏ qua video này. Nhưng mà nếu các bạn mà muốn nghĩ đến một cái hướng, đó chính là tạm thời chúng ta mua máy trước rồi đợi cạc bình ổn giá chúng ta mua sau, thì bây giờ hôm nay mình sẽ thử là cắm con coi 71700K cùng với cả một bộ linh kiện đủ để chạy những cạc màn hình cực kỳ mạnh về sau, và liệu xem là chúng ta có thể tạm thời chơi được các game với các con boss của con coi i7 11700K này không. Tại vì Intel họ giới thiệu là cái con boss trong này đó là bản phiên bản Xe LP Graphics, tức là mạnh hơn rất nhiều so với UHD ngày trước, thì linh kiện chắc chắn sẽ là con coi i7 11700K này rồi. Và main boss toàn Asus đúng không? Cho sẽ có chiếc Z590 Plus Wi-Fi TOF của Asus. Đây là một con main có Wi-Fi, dùng chiếc Z590. Và dòng TOF là cái dòng gần như là giá thành rất là tốt để cho các bạn có thể dùng được. Các bạn nhìn này, nhìn nó khá là hầm hố, đúng cái tiêu chuẩn gọi là nhìn nó kiểu như quân đội của Asus TOF. Okay, cái chữ TOF trên cùng ban đầu luôn. Chúng ta có một cái chắn NVMe khá là dài, ở đằng sau thì có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cổng USB. Đủ rồi, cổng LAN 2.5G rất là đủ. Đầu tiên chúng ta sẽ lắp con chip vào đây. Hiện tại vào các thời điểm trước của mình review con 11700K ấy, thì giá của 11700K đã giảm xuống một chút, nó khoảng tầm 11.8 triệu, tức là giảm 200.000. Và thực ra anh em đang nhìn khá là nhiều vào con 11900K thì thực sự nó có không được nhiều tốt như anh em kỳ vọng, nhưng 11700K lại khác. Tại vì mình so sánh giữa 11700K và 10700K thì cái hiệu năng của nó gần như là hơn 10700K khá là nhiều, bởi cái hiệu năng đơn nhân của nó được đẩy lên khá là mạnh. Lắp nó vào đây. Rồi. Về RAM thì với một con CPU dòng K và một cái bộ máy gaming dự kiến nó rất là khủng chờ cả, thì chúng ta có một cái kit RAM 16GB bớt 3600. Đây là cái mức bớt RAM khá là cao, và card là card 18, tại vì đây là dòng Vanguard Pro. Nếu anh em dùng dòng Dominator thì card sẽ là 16. Mình sẽ lắp vào hai chỗ. Đấy. Đấy, rồi. Rồi, và ổ cứng thì trước ở video trước build con máy Asus 11400F ấy, thì mình có dùng SN850 Black này, và con này mình vẫn sẽ dùng với bộ máy này. Tại vì lần trước mình có nói là những cái con CPU nào anh em dùng 11400F thì có thể không dùng tới con này, nhưng mà với cái dàn máy cao cấp như là 11700K, 11900K hỗ trợ cái dòng PCIe Gen 4 và mức đầu tư của anh em khá là cao, thì cái việc sử dụng con SSD NVMe Gen 4 sẽ cho anh em một cái tốc độ gọi là rất là nhanh. Nhưng ngày trước mình đã test trong cái video 11400F thì tốc độ đọc ghi cái này nó khoảng tầm 7GB một giây, tức là một con số cực kỳ nhanh. Và năm nay có một cái rất là hay này, anh em không cần dùng ốc M2 nữa, mà Asus cho chúng ta một cái ngàm sẵn này, anh em ấn xuống này, cả tay vào, xong, không cần ốc gì cả. Đây là một cái rất là hay của các mainboard Asus Z590 đời mới. Đấy, có tản nhiệt SSD nhá, tại vì SSD của Gen 4 nó sẽ khá là nóng. Anh em sẽ cần một cái tản nhiệt. Như vậy chúng ta đã xong cái phần râu ria ban đầu bên ngoài là main chip RAM và tản nhiệt. Để dùng 11700K thì mình tối thiểu anh em hãy dùng một con tản 240. Mình có hàng ROG luôn, Asus ROG Ryujin 240. Và ngay trên vỏ hộp đã ghi là dùng quạt Industrial PPC của Noctua, tức là quạt dành cho tiêu chuẩn công nghiệp. Hy vọng nó sẽ rất là mát. Đây. À. Mặc dù mức giá của con Ryujin 240 này khá là đắt, nhưng anh em sẽ có một cái màn hình LCD ở đây, và tí nữa thì chúng ta sẽ mở ra. Như vậy là xong phần cơ bản. Khi mà lắp phần main, anh em lắp CPU này, RAM này, SSD và cái phần ngàm của con tản nhiệt. Nếu mà dùng tản khí thì đắp luôn, nhưng mà đây mình dùng tản only one nên không cần. Và vỏ cây thì để hết tạm đây đã. Asus TUF. Vâng, lại là TUF. Một con vỏ này có giá là 2 triệu, khoảng tầm 2 triệu rưỡi, 2 triệu 6 gì đấy. Nhìn khá là to. Nhìn cảm quan ban đầu của mình nhìn khá là to và
chúng ta có không có một cái quạt nào đi kèm cả và chỉ có một cái phụ kiện ở dưới thôi. Bây giờ nguồn để dùng những con cạc tương lai có thể là 3070 với là 3080 bộ này thì mình dùng luôn một con 750W cho nó cẩn thận. Anh nào thích thì có thể lên 850W luôn. Và đây gọi là dự trù tương lai thôi, tại vì bây giờ chúng ta có cạc đâu. Và đây là cái bộ nguồn module toàn bộ. Và module toàn bộ nó sẽ rất là tiện cho anh em trong việc là nâng cấp hay là bán nguồn về sau. Nếu bán nguồn chẳng hạn thì anh em chỉ việc rút dây thay nguồn mới, cắm lại dây vào là xong. Đây là con nguồn Asus ROG Strix 750W. Đây là phiên bản mà không có LCD. Do con main này của chúng ta sẽ có là một đầu 8 và một đầu 4, nên là mình sẽ cần là hai đầu dây nguồn CPU đủ điện nhất có thể. Tại vì với các thế hệ CPU mới thì khả năng ăn điện khá là cao, nên là việc cấp độ điện luôn là một cái vấn đề cần thiết với các con CPU đời mới này. Mà chúng ta sẽ phải tháo cái mặt trước này ra bằng một cách nào đó. À đây. Không hiểu tại sao họ lại làm một cái thiết kế kiểu này. Sao không khoét đằng sau để đút nguồn vào là xong. Đây, phải mất công. Đây rồi, đây. Không phải bằng nhựa nhá. Nhựa. Và rồi, các bạn nhìn nó thoáng hơn rồi đấy. Sẽ cắm nguồn vào đây. Và dây nguồn sẽ đi theo cái hướng này, đi lên trên. Việc đi dây có vẻ khá là dễ, tại vì con vỏ này cũng thuộc dạng rộng. Rồi, công việc bây giờ là lắp cái con main vào đây. Hiện tại thì đa số các dòng main cao cấp và kể cả ở chiếc Z590 TOF Wi-Fi này cũng có sẵn cái EOCU ở đằng sau. Nên là các bạn lắp main dòng cấp thấp ấy, thì các bạn nhớ lắp cái phần chặn main này nhá. Còn main cao cấp thì đa số họ cho sẵn rồi, nên là chúng ta không phải lắp. Và các bạn lưu ý là đừng bao giờ lắp quan tản vào trước khi các bạn đi các thứ dây của con main này xong. Tại vì cái phần dây này này, các bạn mà lắp tản vào là khỏi lắp cái dây này luôn. Nên là mình phải lắp cái dây này vào trước. Đây là một khoảng không rất rộng để lắp USB một trước. Đây. What the hell? Vậy sao nó lại mỏng như thế nhỉ? Và cuối cùng là cái dây âm thanh audio mặt trước là có thể tạm xong cái phần liên quan đến mainboard. Và bây giờ chúng ta có thể đóng này là rồi. Nhựa. Đấy, các bạn thấy chưa? Tiền nếu mình cho vào này. Tại sao? Chúng ta phải làm thế nào về cái này bây giờ? Đây là hai cái lỗ mình phải cho vào. À đây cái lỗ này và lỗ này. Và nãy giờ mình chưa cho vào được. Và hình như chúng ta có một cái gì liên quan đến ở đây nữa. 2000 years later. Sau rất nhiều khó nhọc và nhiều sự trợ giúp của người thân, mình đã lắp được vào cái này vào và Asus là vân bỏ ngay thiết kế đi. Nó chả đẹp hơn tí nào, chả tiện hơn tí nào cả. Nó chỉ làm khổ người lắp thôi. Rồi. Và cuối cùng với cái bước lắp linh kiện còn lại trong bộ máy hôm nay, đó chính là cái tản nhiệt CPU. Đây, mình sẽ lắp quạt vào trước, mình sẽ lắp rát ở phía trên này. Nhìn có vẻ khá là thoáng. Tại đây thì rát, tại đây thì sẽ quạt quay hướng vào trong. Và việc lắp quạt tản ONE này thì anh em hãy lắp cho mình cái rát vào trước và các thứ khác vào sau để tránh tình trạng rơi rát xuống. Đây, tạm này đây và mình sẽ lắp con tản nó lên trên này. Rồi. Bây giờ là công việc cuối cùng. Chúng ta lắp con tản CPU vào đây. Có khá là nhiều dây ở đây. Dây quạt, dây nguồn LCD. Quên. Hãy chét một lượng kem rất nhỏ và vừa đủ. Chét to chả đáng gì, tại vì nhân CPU chỉ ở giữa bé tí thôi. Rồi, và LCD nó sẽ theo hướng này. Rồi. Chúng ta sẽ phải cắm một cái dây USB 2.0 vào đây. USB 2.0 ở phía dưới này. Rồi.
ở mặt sau. Đây, đây là tổng lượng dây chúng ta phải đi, và mình không phải là thợ đi dây giỏi, và cái này thì khá tốn là nhiều thời gian. Và để phục vụ cái video này mục đích nhanh thì mình sẽ cắm tất cả vào và đóng lại để cho các bạn thấy là cái nắp hông này rộng đến cỡ nào. Cắm nó vào đây, xong. Gọn gàng từ bên ngoài nhìn vào. Rất dễ tháo dây ra nếu mà cần. Mở lên thử thôi. Vì một cái lý do nào đấy mà cái kit RAM Corsair 3600MHz CAT 18 của mình nó không lên. Chắc là để lâu quá không lên nên là mình phải đổi lại thành một kit RAM HyperX 16GB bớt 3200. Nó bị giảm một nửa dung lượng thôi nhưng mà chúng ta vẫn dùng được. Anh em nào mà thích thì xong. Thì sau khi lắp bộ tần của máy này, em thấy không? Nhìn rất là to, nạp, hoành tráng và nó thiếu, đúng là thiếu cái card to đùng ở đây. Nhưng mà hôm nay chúng ta test là test card onboard Intel HD Graphics với cái phiên bản mới, đó chính là XeLP Graphics, hứa hẹn hiệu năng gaming tột đỉnh, cực kỳ mạnh so với thế hệ cũ. Thì hôm nay đầu tiên mình sẽ thử nghiệm, đó chính là cái Counter-Strike Global Offensive. Chắc là anh em nào chơi game online là phải chơi cái này hết. Và nhìn chung thì lắp nhìn khá là trống nhưng mà nó vẫn đủ để anh em, nếu mà cạc giá nó giảm thì là gắn con cạc vào đây là đẹp, hợp lý. Đây rồi, mình đã vào CSGO. Mình sẽ để, mặc dù đây là con màn Asus TUF Gaming độ phân giải là 2K, nhưng mà với một cạc onboard ấy thì các bạn đừng nghĩ đến việc chơi game ở độ phân giải 2K. Chỉ để cho chúng ta đó chính là chơi game ở độ phân giải là Full HD mà thôi. Thì bây giờ game video mình sẽ để là độ phân giải Full HD, Full Screen, tất cả thiết lập ở mức thấp nhất. Thấp nhất. Rồi, bây giờ là chơi thử xem nào. Bây giờ là chơi Deathmatch, chơi bot nó dễ, mình bắn gà lắm. Hiện tại ở menu thì mức FPS chúng ta đạt được là khoảng tầm là hơn 100, nhìn khá là tín. Nhưng ở menu thì chả nói gì cả. Nên mình sẽ vào thử xem như thế nào, xem những cải tiến nào của Intel thế hệ Xe Graphics mới. Và đặc biệt là trên những con 11700K, 11900K nó là những con UHD nó mạnh hơn rất nhiều so với những con trên i5 hoặc là i3. Và có lẽ là mình sẽ có một khoảng thời gian sau mình test thử giữa i5 và i3 xem thế nào. Auto. Rồi mình đã bị drop. Rồi. Khá bất ngờ. Bạn thấy là chúng ta đã đạt được khoảng tầm là 70-80 FPS. Không hề có hiện tượng bị tật lag gì cả. Rồi. Đi bắn nhau thử xem nha. Và FPS trung bình vẫn đang rất ổn định ở khoảng tầm 77 FPS. Khá bất ngờ, tại vì ngày trước ấy thì những con UHD của Intel gần như không bao giờ chúng ta có thể chơi được CS:GO một cách ổn định. Nhưng bây giờ với cả một con UHD thế hệ mới này của thế hệ Intel Core i11 thì được cải tiến rất nhiều, và đây các bạn thấy chơi CS:GO mượt mà, lanh ngon lành cành đào, không gặp vấn đề gì cả. Mức FPS khá là ổn định ở mức khoảng tầm 70 FPS và 80 FPS, tức là vẫn hoàn toàn đủ cho các bạn cái trải nghiệm game online gọi là tạm thời. Và ngoài ra thì mình có thử rất nhiều tựa game như Liên Minh Huyền Thoại này, Dota 2 hay là những game đỉnh cao như cả Far Cry nữa, nhưng mà mình nói trước là những cái game đỉnh cao AAA thì các bạn sẽ chỉ chơi được ở độ phân giải là HD, tức là 720p mà thôi, và cái mức FPS đạt được nó khá là thấp. Nên là cái bộ máy này nếu mà các bạn mua về mà các bạn đợi cạc mới thì các bạn hoàn toàn chơi được những cái tựa game mà online như Liên Minh Huyền Thoại, Dota, CS:GO rất là thoải mái, tại vì Liên Minh Huyền Thoại đạt được khoảng tầm trên 130 FPS cơ. Và cái tổng giá bộ máy này thì nó khá là cao, tại vì mình đã lựa chọn những cái linh kiện như là 11700K, main Z 590, TUF Wi-Fi chẳng hạn. Thì các bạn nghĩ nào? Các bạn nghĩ là cái giải pháp mà mua tạm và chơi cả onboard trong cái mùa dịch này nó cái mùa cạc tăng giá này nó có hợp lý hay không? Hay là các bạn vẫn thích thì đó mà các bạn bỏ ra một số tiền gấp đôi để mua một cạc mà giá của nó chỉ bằng một nửa? Cho mình biết trong phần comment nhé. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.